Bỏ tiền ra để mua cái chai kem nền serum này thì mình nói thật là mình thà dùng cushion còn hơn. Rất nhiều tiền trong video ngày hôm nay. Đây mọi người có thể thấy là trên tay mình đang có rất nhiều sản phẩm đến từ nhà Bobbi Brown. Và đây là một nhãn hàng chuyên về những đồ make up high end. Và như mình đã nói từ rất là lâu rồi, đối với bất kỳ một brand nào từ cao cấp cho đến bình dân cho đến trung cấp ấy, đều có những sản phẩm đáng mua và có những sản phẩm mình nghĩ rằng đối với mức giá như vậy chắc chắn sẽ có nhiều sự lựa chọn tốt hơn. Và chắc chắn là Bobbi Brown không tài trợ bất cứ một đồng tiền quảng cáo nào trong video ngày hôm nay. Cho nên mình mong rằng là mọi người sẽ có cái nhìn thật là khách quan đối với những sản phẩm mà mình review chi tiết nha. Và đặc biệt trong video ngày hôm nay sẽ có chương trình mua 1 tặng 1 độc quyền của Hà Linh Official, phải gọi là lớn nhất từ trước đến nay. Cho nên mọi người hãy xem đến cuối video nha. Và ngay bây giờ thì mình sẽ bước vào phần review chi tiết. Đầu tiên sẽ là sản phẩm kem Lot Bobbi Brown Vitamin Enrich Face Base. Khi mở ra thì cái sản phẩm nó sẽ có một cái phần nắp chặn như thế này. Và đây là cái chất sản phẩm ở phía bên trong. Về cái mùi hương ấy thì nó sẽ là một cái mùi kem dưỡng rất là nhẹ nhàng, thoang thoảng một cái mùi cam chanh cực kỳ sang. Đây là hũ thứ hai mình sử dụng rồi, và lý do vì sao mình sử dụng đến tận hũ thứ hai là bởi vì đây là một trong những cái sản phẩm kem lót đỉnh nhất từ trước đến nay mà mình sử dụng. Cái chất kem ở phía bên trong ấy nó sẽ hơi đặc một chút xíu. Khi mà chúng ta thoa ở trong hũ thì mọi người sẽ nghĩ rằng là chất kem này nó khá là dày. Nhưng mọi người lưu ý này, khi mà thoa lên trên da mọi người sẽ thấy rằng là cái kết cấu của nó rất là mịn mượt nhưng mà không quá dày ở trên da. Đó, mình sẽ chấm 5 điểm ở trên mặt nha. Thoa đều. Khi mà thoa lên một cái thì mọi người sẽ thấy rằng là nó set vào da cực kỳ nhanh. Đây này, nó set vào da nhanh lắm. Và bên cạnh đó nó sẽ để lại một cái độ ẩm vừa phải, không hề bóng dính hay nặng ở trên da. Và một cái điểm mà mình cực kỳ thích ở cái sản phẩm kem lót này ấy, đó chính là nếu như mọi người dùng nó ở phía bên dưới foundation hoặc là cushion ấy, thì mọi người sẽ thấy rằng là cái lớp kem nền ở trên da của mọi người nó rất là thoáng, nó rất là nhẹ, cảm giác như kiểu là mình không bôi kem nền luôn đấy mọi người ơi. Bởi vì cái sản phẩm này nó cân bằng cái độ ẩm ở trên da rất là tốt. Chúng ta sẽ không cảm thấy da của chúng ta quá khô, quá nặng, quá dày hay là quá bì bì ở trên da. Đây này, mình bôi một lớp khá là nhiều nhưng mọi người thấy không? Không hề bóng dính, không hề nặng da mà để lại một cái độ ẩm rất là nhẹ. Cái Bobbi Brown người ta sáng tạo ra một cái sản phẩm cực kỳ thành công. Với cái phần nền nó chính là cái silicone bay hơi. Chính cái thành phần này nó sẽ làm cho cái kết cấu ở trên da của chúng ta không quá nặng, không quá dày và không quá bì bì nhá. Bên cạnh đó, trong cái sản phẩm này sẽ có thành phần chính, đó chính là bơ hạt mỡ. Và bơ hạt mỡ đã quá nổi tiếng với công dụng là chống oxy hóa và dưỡng ẩm ở trên làn da. Tuy có thành phần là bơ hạt mỡ, nhưng mà đây, kết cấu này, mọi người không tin ấy, thì đây, mình quay cận cảnh cho mọi người thấy luôn. Nếu như nó bóng dính ấy, là bôi lên cái thấy ngay. Nhưng mà mọi người thấy không, vẫn có độ ẩm nhưng mà cực kỳ nhẹ nhàng ở trên làn da. Và cái sản phẩm này sẽ rất là phù hợp đối với những bạn nào mà có làn da hỗn hợp thiên dầu này, làn da thường cho đến làn da hỗn hợp thiên khô cho đến làn da khô nhiều, dùng cái này cực kỳ phù hợp. Còn đối với những bạn nào mà da cực kỳ nhiều dầu ấy thì mình nghĩ rằng là mọi người không nên sử dụng cái sản phẩm kem lót này, bởi vì nó vẫn có một cái độ dưỡng ẩm rất là nhẹ nhàng. Không chỉ có thành phần bơ hạt mỡ thì ngay trong bảng thành phần còn có rất nhiều các loại chiết xuất từ thiên nhiên có công dụng dưỡng da. Và nếu như sử dụng cái sản phẩm kem lót này ở bên dưới lớp foundation cuối ngày khi chúng ta tẩy trang đi thì mọi người sẽ thấy cái làn da của mọi người rất là thần kỳ. Đó chính là nó rất là mềm mượt và đủ ẩm, không hề làm khô da luôn nha. Và tính đến thời điểm hiện nay mình cũng chưa sử dụng bất cứ một cái sản phẩm kem lót nào mà nó có công dụng tuyệt vời như cái sản phẩm này. Đây là điều mình dám chắc chắn luôn. Trong video ngày hôm nay sẽ có khen và có chê. Tuy nhiên riêng đối với sản phẩm này thì mình chỉ dám chê một cái điều, đó chính là cái giá thành của nó hơi cao. Đó là về sản phẩm kem lót nha. Ngay trên tay mình đang có hai sản phẩm kem nền của Bobbi Brown, mình cũng đã mở ra sử dụng rồi. Bên tay phải của mình đang là cái sản phẩm Intensive Serum Foundation. Còn bên tay trái của mình là một sản phẩm kem nền mà mình thực sự rất là thích, đó chính là Bobbi Brown Skin Longwell Wellness Foundation SPF 15 PA 2 dấu cộng Full Cover Oil Free Shine Control. Cái mà serum foundation này sẽ phù hợp đối với những bạn nào da thường cho đến da thiên khô. Còn cái Full Cover Oil Free Shine Control này nó sẽ phù hợp đối với những bạn nào mà có làn da thường cho đến làn da thiên dầu. Bây giờ mình sẽ test trực tiếp cho mọi người thấy nha. Đầu tiên đó chính là cái dòng foundation dạng serum. Đó, mọi người thấy kết cấu lỏng chưa? Đó. Màu mà mình sử dụng là màu N042, mọi người hoàn toàn có thể thử lựa chọn xem sao nhá. Đó, mình có cọ full coverage của Bobbi Brown luôn. Nhìn thì nó khá là mỏng nhưng thực tế khi mà đánh lên da ấy, nó có vẫn có một cái độ ẩm nha mọi người ơi. Cái kem nền này mình thấy khá là dễ tán. Toàn bộ những cái đốm tàn nhang ở trên da của mình chỉ che phủ được khoảng tầm 20-30%. Nói chung là nó vẫn hiện ra rất là rõ ràng. Bây giờ mình sẽ dùng trực tiếp với bông mút để xem rằng có tăng được cái độ che phủ khuyết điểm của nó lên hay không này. Đây là khi mình dặm hai lần và mình sử dụng bông mút không che được. Đấy, đối với cả những cái vết thâm mụn cực kỳ bé như thế này. Đó, tàn nhang ở trên da của mình là không che được luôn. Cảm giác khi đánh lên thì da của mình nó sẽ hơi ẩm ẩm một chút xíu và sau đấy nó sẽ set vào da khá là nhanh. Cái kem nền này mình nghĩ rằng đối với những bạn nào mà có nền da đẹp ấy thì dùng cực kỳ thích. Đây, bên này mình đã đánh rồi. Đó,
bên này mình chưa đánh. Cá nhân mình thì mình không thích cái sản phẩm kem nền dạng serum này lắm. Bởi vì như mình đã nói, một khi mình đã quyết định dùng kem nền ấy, là mình muốn cái độ che phủ khuyết điểm của nó phải tốt. Phải tốt mọi người ơi, chứ còn kể tàn nhang mà còn không che được như thế này thì nói thẳng ra là cái độ che phủ khuyết điểm của nó chỉ ở mức trung bình thôi. Chỉ mua một chai kem nền lẻ là nó đã khoảng tầm 2 triệu với nhau mọi người ơi. Deal đặc biệt của mình luôn. Mua một chai kem nền này tặng thêm một cái sản phẩm kem lót full size như mình đã nói là hiện nay đang được bán ở mức giá là 2 củ. Bộ này bình thường là có giá là 4 triệu, gần 4 triệu nha mọi người ơi. Bây giờ mua chỉ còn tầm 2 triệu. Tiếp theo đó sẽ là cái sản phẩm kem nền. Mà như mình đã nói là cái kem nền này mình rất là thích, bởi vì mình đã mở ra sử dụng từ rất là lâu rồi. Cái chai kem nền này sẽ có mức giá hợp lý hơn là 1.499.000. Thì nó là 1.499.000, mình cứ nói là 1.500.000 đi. Đó, riêng đối với cả cái con full cover này thì mọi người sẽ thấy rằng là cái chất của nó đặc hơn. Đặc hơn rất là nhiều nha. Cái màu mà mình đang sử dụng ấy là màu W026 Warm Ivory. Thì màu này sẽ hợp với da mình hơn so với cái màu bên này. Cái màu bên này nó vẫn kiểu hơi tối tối một chút xíu, nhưng đánh lên nó rất là tiệp đó. Nhưng mà đánh kem nền thì nó vẫn cứ là sáng hơn nửa tông, bởi vì nó vẫn sẽ có xuống tông nha mọi người. Cái con kem nền mà dạng serum này này, chỉ sau khoảng tầm 3-4 tiếng là bắt đầu mình thấy nó xuống tông. Còn con full cover này thì mình khẳng định là cái độ giữ tông ở trên da của nó rất là tốt. Nào, đó mọi người thấy chưa, mọi người thấy độ che phủ khuyết điểm của nó khác hẳn chưa. Đây mình có một cái thâm mà nó che sạch sẽ luôn. Đây, đây là mình chỉ mới đánh một lớp thôi nha. Chỉ một lớp. Bây giờ mình sẽ cho mọi người nhìn thấy cái sự so sánh này. Mặt bên này của mình là cái da nó sẽ sáng hơn, mặt bên này tối hơn. Đó. Và độ che phủ khuyết điểm này, mình có cái thâm này, che như thế này cơ mà. Đó, mọi người thấy không? Còn bên này tàn nhang lộ ra rất là rõ. Ưu điểm của cái dòng serum ấy là nhìn cái da rất là thật. Em ơi, bôi kem nền cứ như không bôi. Mà thực tế là nó còn không che được khuyết điểm như thế này thì mình nghĩ rằng là nó sẽ phí tiền. Bên này nó che mướt mượt như thế này. Đấy, thì cái nào mà tốt là mình nói tốt thật. Theo riêng quan điểm cá nhân mình là cái dòng serum này đắt, nhưng mà cái hiệu quả trên làn da của nó thì không phải là quá tốt. Nếu như đối với cái mức giá là 1.950.000, gần 2 triệu đồng bỏ tiền ra để mua cái chai kem nền serum này, thì mình nói thật là mình thà dùng cushion còn hơn. Nhưng mà mình vẫn có deal dành cho mọi người đấy. Mà riêng đối với cả cái sản phẩm kem nền mà dòng full cover này là còn được tặng. Tặng mọi người biết tặng cái gì không? Tặng cái hộp phấn phủ. Mình dùng Lacmé đây mọi người thấy này. Luôn luôn ở trong túi của mình khi đi ra ngoài đường là mọi người phải biết là mình thích đến mức như thế nào. Ok, đó là về kem nền nha, thì có hai deal mọi người có thể lựa chọn nhá. Bây giờ mình sẽ đến luôn với cả cái phần phấn phủ. Thì phấn phủ trong video ngày hôm nay mình có hai cái sản phẩm. Đầu tiên đó chính là phấn phủ dạng bột của nhà Bobbi Brown. Tiếp theo đó sẽ là cái phấn phủ dạng nén của nhà Bobbi Brown. Bao bì thì rất là đẹp, khi mà cầm ở trên tay là biết ngay là hàng hiệu, đúng không mọi người đấy? Nhưng bám dấu vân tay, cầm lên một cái là bắt đầu thấy bám này. Đó, mọi người thấy không? Về cái phấn phủ bột này thì mình đang dùng cái màu là soft sand. Cái hộp phấn phủ này mình cũng đã mở ra sử dụng rồi. Thì đây mọi người có thể thấy này, có một nhược điểm ấy, đó chính là nó không có bông phấn đi kèm. Cho nên chắc chắn mọi người sẽ phải chuẩn bị bông phấn hoặc là chuẩn bị cọ nha. Mở ra một cái là bên trong không có bông phấn luôn. Chúng ta sẽ xoay để nhìn sang cái phần lỗ này, đó, để lấy phấn nha, đó. Còn khi mà chúng ta không sử dụng nữa thì chúng ta đóng lại, kéo nó ra, khóa cái phần này lại. Đó, mọi người thấy không? Thiết kế nó rất thông minh nhưng mà lại không có bông phấn. Thế thì cay chứ đi. Đó, chỉ cần nghiêng một cái là phấn đã ra rồi. Bây giờ chúng ta lấy phấn. Đó. Phấn bột này mình dùng rồi, nhìn nó thật lắm. Nhưng mà về cái độ kiềm dầu của nó thì mình nói thật là mình cũng không đánh giá quá cao. Đối với những bạn nào ấy mà da kiểu da nhiều dầu ấy, sau khoảng tầm 2 tiếng nó bắt đầu nó ra dầu rồi mọi người ơi. Đấy, đấy là theo riêng quan điểm của cá nhân mình thôi. Dòng này thì có tên gọi là Sheer Finish Loose Powder. Về cái hộp phấn phủ này sẽ có mức giá là 1.370.000 đồng. Nhưng mà theo riêng quan điểm cá nhân mình ấy, nếu như chấm ở trên thang điểm 10 ấy, thì cái phấn phủ của nhà Bobbi Brown này chắc mình chấm cỡ 6 điểm thôi. Với mức giá là 1.3 mà về cái hiệu quả trên làn da như thế này thì mình thấy rằng là được cái nó thật. Chứ còn để mà nói rằng là về độ kiềm dầu của nó thì cũng không phải là quá tốt. Cái sản phẩm phấn phủ mà mình khuyên mọi người nên mua, chắc chắn mọi người nên mua và mua thì mọi người sẽ nghiện, đó chính là cái sản phẩm phấn phủ dạng nén của nhà Bobbi Brown có tên gọi là Sheer Finish Pressed Powder. Đấy, mình không biết là mình đọc có đúng hay không. Đây mọi người nhìn thấy này, mình dùng nát bét luôn. Và trong cái video mình review về quán cơm của anh Trường Giang ấy, là mọi người thấy là mình đặt ngay trên bàn. Lúc nào khi đi ra ngoài đường mình cũng cầm cái hộp phấn phủ này. Lý do vì sao? Đây phía bên trong mình dùng này. Đây mọi người thấy này. Đây cái bông phấn mà nhìn nó còn bẩn bẩn như này mọi người ơi. Dùng nhiều lắm mà mọi người nhìn cái bông phấn này nhìn nó eo uột như này nhá. Nhưng mà đánh cực kỳ thích.
Đây mọi người ơi, cái bông phấn thì dùng thích lắm. Nó không phải kiểu đánh một phát lên da, nó nhịn lên da một cái là nó làm một cục ở trên da đâu. Mà nhìn nó thật vô cùng là bởi vì cái chất phấn này nó quá đã. Nào bây giờ mình test cho mọi người thấy. Em ơi, nói về những cái sản phẩm mình thích ấy, nó hào hứng dã man luôn. Mọi người nhìn nó có thật không? Nhìn nó có thật hay không? Đánh cáp nền nữa cơ, đánh phấn mà nhìn nó thật như thế này cơ mà mọi người ơi. Cái phấn phủ này dùng cực kỳ thích. Kể cả nếu như mọi người phủ cùng với kem chống nắng nâng tông ở phía bên dưới, nhìn nó vẫn rất là thật và mịn da, không bao giờ có chuyện bị kết kỳ ở trên da, cho nên mọi người hoàn toàn yên tâm nhá. Bây giờ ấy thì mình sẽ chia sẻ về cái deal của team Hà Linh Official cho mọi người thấy nhá. Hộp phấn này ấy, bình thường đã bán với mức giá là 1.330.000. Vì mình quá thích cho nên là mình đã deal trực tiếp với hãng để có chương trình này dành cho mọi người. Nếu như mua một cái hộp phấn phủ này, như mình đã nói là được tặng một cái thỏi son dưỡng cũng khoảng tầm 900, gần 1 triệu ấy nha mọi người ơi. Full size luôn nha. Còn nếu không có thể lựa chọn cái combo này, 1.550.000 một chai kem nền, một hộp phấn phủ, không bao giờ hối hận luôn. Riêng đối với cả cái kem nền full cover và cái phấn phủ này ấy, nếu như đánh ở trên da thì nó sẽ kiềm dầu được trong vòng khoảng tầm từ 4 đến 5 tiếng, da của chúng ta sẽ bắt đầu tiết dầu. Thì lúc đấy chúng ta sẽ dặm lại phấn nha mọi người. Nhưng nếu như mọi người sử dụng cái combo là cái chai kem nền dạng serum này và cái phấn phủ bột này, thì nó chỉ kiềm dầu được ở trên da khoảng tầm 2 đến 3 tiếng. Nói chung sau khoảng tầm 2 tiếng là da của mọi người sẽ bắt đầu đổ dầu. Và bây giờ mình sẽ đi qua nhanh cái phần make up mắt và đến cái phần review về son của nhà Bobbi Brown và highlight. Phần make up mắt của mình thì khá là đơn giản vì mình cũng không phải là một người chuyên về make up đâu mọi người. Tiếp theo đó sẽ là dòng son dưỡng rất là nổi tiếng của nhà Bobbi Brown. Nhìn từng này son dưỡng của nhà Bobbi Brown là mọi người đã hiểu độ nghiện của mình đúng không? Đây nó có khá là nhiều màu. Đây là 4 cây mà mình đã dùng rồi. Mọi người nhìn bên trong này. Đây là dòng Extra Lip Tint. Nhắc đến son dưỡng có màu của nhà Bobbi Brown thì thực sự rất rất là nổi tiếng vì cái khả năng dưỡng ẩm của nó rất là tốt, cực kỳ tốt luôn nha. Và cái nhược điểm của nó đó chính là dùng rất là hao. Lý do vì sao dùng rất là hao thì ngay bây giờ mình sẽ test thử lên môi cho mọi người thấy nhá. Đầu tiên là màu Melon. Màu này rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội nha, hay còn gọi là cái màu vỏ dưa hấu ấy. Nhìn trong cái thỏi ấy là cái màu của nó cam cam như này. Khi mà đánh lên trên môi nó sẽ ra cái màu cam hồng bởi vì nó sẽ lên theo tùy sắc tố môi của mọi người. Đây mọi người có thể thấy này. Đó, mình đánh lên là nó sẽ lên cái màu cam hồng như này, nhìn rất là tự nhiên. Cái son này có thể sử dụng được cho cả buổi tối và cả buổi sáng. Đây là điều mà mình dám khẳng định luôn. Nếu như mọi người thoa vào buổi tối một lớp khá là dày, sáng ra chỉ cần lấy bông tẩy trang đẩy nhẹ một cái là toàn bộ da chết, nó sẽ bong hết luôn. Và môi của mọi người sẽ cực kỳ mềm mượt nha. Tiếp theo đó sẽ là màu Bare Bloom. Thì màu này sẽ là một cái màu hồng pha cam rất là nhạt, màu này cực kỳ tự nhiên và mình đã dùng cái thỏi này rất là nhiều rồi. À, mọi người thấy không, nó mòn vẹt hết cả đi này. Khi mà nhìn trong thỏi ấy, thì cảm giác nó không mềm quá, nhưng mà khi đánh lên trên môi ấy, kết hợp với cả cái nhiệt ở trên môi chúng ta ấy, là ngay lập tức cái lớp son dưỡng này nó sẽ tan ra. Mọi người thấy không, nó có một cái lớp màu nhạt này và nó mịn như thế này cơ mà mọi người, nó mịn lắm luôn ấy, mịn mướt luôn đây này. Tiếp theo đó sẽ là màu Bare Nectar. Kể cả cái son dưỡng của nhà Bobbi Brown mà nó có màu cam ấy, khi đánh lên trên môi nó vẫn sẽ dựa theo tùy cái sắc tố môi của mọi người để lên, chứ không phải là nhìn trong cái thỏi là nó cam như thế này là đánh lên môi nó sẽ cam lè, không phải đâu mọi người nhá. Nó sẽ lên một cái màu cam hồng và nhìn rất là thật, bởi vì ngay bên dưới nó sẽ có một cái lớp tin màu. Và khi chúng ta đã ăn uống rồi thì cái lớp tin màu này nó vẫn bám rất là đều ở trên môi, không có chuyện là bay sạch xanh nha. Cho nên khi mà đánh thỏi son này mọi người thấy rằng là cái môi của mọi người rất giống khi phun màu. Và trong sản phẩm này sẽ có chứa chiết xuất từ dầu ô liu, vitamin E và có cả vitamin C nữa. Nếu như sử dụng lâu dài, ngoài cái công dụng là làm mềm mượt môi và môi của chúng ta luôn trong tình trạng đủ ẩm, thì nó còn có công dụng đó chính là hạn chế tình trạng thâm môi. Cái son dưỡng này điểm đặc biệt của nó ấy, là kể cả khi lau đi rồi nó vẫn sẽ làm môi của chúng ta rất là mềm và ẩm trong vòng khoảng tầm từ 5 đến 6 tiếng. Tiếp theo đó sẽ là màu Bare Poppy. Thì đây là một cái màu kiểu như là màu đỏ cam ấy. Màu này nhìn trong thỏi thì hơi chóe, nhưng thực tế khi đánh lên trên môi thì mình thấy cái màu của nó nếu như mà đánh vào ban ngày là cực kỳ hợp lý, bởi vì nó làm cái đôi môi của mình rất là tươi mà không hề bị chóe quá nhiều nhá. Bare Raspberry là một màu mà chắc chắn mình sẽ khuyên mọi người mua, bởi vì cái thỏi này mình đã sử dụng gần hết đây rồi nha mọi người ơi. Và mình sẽ cho mọi người xem chất son của nó mềm mịn như bơ như này. Và đó chính là lý do vì sao nếu như mà sử dụng không khéo ấy, là cái son này nó rất là dễ gãy. Mọi người nhìn thấy cái chất ở trong thỏi son là mọi người thấy nó bóng, nó bóng và nó ẩm vô cùng luôn. Và đây là bí quyết dành cho những bạn nào ấy mà các bạn muốn buổi sáng khi ngủ dậy người yêu mình quay sang hoặc là chồng mình quay sang vẫn nhìn thấy mình rất là xinh đẹp, rất là tươi tắn, thì đây chính là bí quyết Bare Raspberry nha mọi người. Bởi vì ngoài cái khả năng dưỡng ẩm rất là tốt thì nó có một cái lớp màu, và cái lớp màu này nhìn ở trên môi rất là thật và làm cái đôi môi của mọi người cực kỳ căng bóng. Đây mọi người thấy này,
trong cả năm màu này thì có ba màu mình thích nhất, đó chính là màu dưa hấu này, màu bloom và cái màu bear raspberry là cái màu ở trên môi của mình ấy. Nếu như mà muốn đấy xinh đẹp ngay cả trong lúc ngủ thì ngay lập tức hay mua cái thỏi son dưỡng của nhà Bobbi Brown, mình khẳng định luôn. Son này được bán với mức giá là 940.000 đồng. Và mọi người biết không, trong cái đợt sale này nếu như mọi người mà đặt cọc ấy thì với giá là 1.030.000 đồng chúng ta sẽ được 2 cây. Và nếu như mọi người mua vào tối ngày 11 tháng 11 từ 0 giờ thì chúng ta sẽ được ưu đãi 40% mua một cây son dưỡng, thì sẽ được tặng thêm một thỏi son màu full size. Nhưng đối với deal của mình ý, nếu như mọi người mua cái hộp phấn phủ này, cái hộp phấn phủ mình nói rằng siêu thích này, bình thường cái hộp này đã bán với mức giá là 1.330.000 đồng, nhưng nếu như mọi người mua combo 1.380.000 đồng, mua một hộp phấn phủ này tặng ngay một thỏi son dưỡng 939.940.000, gần 1.000.000 đồng nha mọi người ơi, rất rất là hời. Đó là về son dưỡng. Bây giờ thì mình sẽ review về highlight của nhà Bobbi Brown có tên gọi là Highlighting Powder. Mình có tổng cộng là 3 cái highlight của nhà Bobbi Brown với nhiều màu khác nhau. Pink Glow này, Bronzer Glow này và Honey Glow. Đấy, mọi người thấy không? Cái highlight ấy nó hòa lẫn vào trong da luôn. Này, nó hòa lẫn vào trong da luôn, mọi người thấy không? Đánh lên một cái là nhìn nó như này nha, mọi người chỉ cần tán nhẹ này. Đó. Nó tan vào trong da như là cái da của mọi người nó cũng bóng lên luôn ấy. Đây này, nó không hề có những cái bột phấn lợn cợn ở trên da mà nhìn nó thật vô cùng luôn. Đây là cái màu mình thích nhất là cái màu Honey Glow nhá. Tiếp theo đó mình sẽ test thử cái màu Pink Glow này cho mọi người thấy nha. Này, bây giờ mình tán nha. Này, mọi người thấy nó tan ra da không? Nhìn cực kỳ tự nhiên. Và cuối cùng sẽ là cái màu Bronzer Glow. Thì màu này mình nghĩ rằng là nó hơi vàng. Mọi người thấy nó tan ra da không? Chính là cái da của mọi người nhưng mà nó bóng lên. Một cái highlight mà mang đẳng cấp khác bọt luôn ấy, thật sự. Nào bây giờ mình sẽ dùng thử lên da cho mọi người thấy nha. Mình sẽ dùng cái màu mình thích nhất, đó chính là màu Honey Glow nha. Đánh này, sáng lên này, thoa nhẹ này, tan luôn vào da. Riêng đối với phần mũi này, đó, sáng này, đó, khá là nhiều nha, mình thoa này. Đó, bây giờ mọi người nhìn xa ra. Mọi người nhìn xa ra, sáng này, sáng quốc lên luôn nhá. Nhưng mà nhìn nó cực kỳ thật. Thế nó mới hay cơ mọi người ơi. Cái highlight này hiện nay được bán với mức giá là 1.450.000. Ôi, gần 1.500.000 một cái highlight. Cái chất lượng của nó khác bọt lắm mọi người ơi, thật sự luôn. 1.450.000 đấy, ai có điều kiện thì mọi người có thể thử nhá. Cuối cùng sẽ là son của nhà Bobbi Brown thì mình... Và hiện nay ở trên tay của mình đang là cái dòng son Lux Shine Intense Lipstick. Khi mà nghe đến tên thì chắc chắn là mọi người đã biết rằng là cái dòng son này sẽ thiên về cái kiểu hơi bóng nhẹ và dành cho những bạn nào có đôi môi khô, đúng không? Về bao bì này, cho mọi người thấy này. Ngay ở trên này ấy, nó sẽ có dập chìm logo của Bobbi Brown cầm trên tay ấy. Vì nó là chất liệu vỏ kiểu kim loại thì áp vào da mát mát như này, 100% là kim loại rồi. Màu đầu tiên Supernova là màu cam đỏ đất. Màu này thì rất là đẹp, cực kỳ trend năm nay. Và nó sẽ không bị quá ché. Bên cạnh đó nhá, điểm hay nhất của màu son này đó chính là dù nó có sắc cam mà không hề làm vàng răng. Không hề nha. Nhìn răng của mọi người nó vẫn rất là trắng, thế mới hay cơ. Màu này thì quá là trend năm nay rồi, hợp với rất nhiều tông da. Điểm với dòng son này đó chính là cái độ lên màu nó rất là tốt. Khi mình đánh lên trên môi một cái, mọi người sẽ thấy rằng chỉ cần một đường thôi là nó lên màu rất là đỉnh rồi. Tuy nhiên cái dòng son này sẽ không phải là son kem lì, cho nên nó sẽ có cái độ bóng nhẹ ở trên môi. Đây, mình cho mọi người thấy này. Đó, một cái độ bóng nhẹ ở trên môi nhá, phủ đầy tất cả các rãnh môi, không hề làm nặng môi đâu nha. Bây giờ mình sẽ test trực tiếp ở trên cốc nha. Nó sẽ dây ra cốc rất là nhiều bởi vì nó có độ dưỡng ẩm mà. Tiếp theo đó mình sẽ test trực tiếp với cái khăn giấy này. Nó sẽ bám ra khăn giấy rất là nhiều nha. Về độ bám của son này thì mình đánh giá không quá cao, được khoảng tầm 3 tiếng đến 3 tiếng rưỡi. Nào bây giờ tẩy trang thử nha. Riêng đối với cả cái Supernova này là không hề có lớp tin ở phía bên dưới môi. Màu tiếp theo là Claret thì đây là một cái màu hồng đất nha mọi người. Khi đánh lên ấy, thì mình thấy già, màu này siêu già luôn. Đánh lên giống như cộng thêm cho mình tầm 5 tuổi ấy. Về chất son này thì mình khá là thích, kể cả về cuối ngày khi mà tẩy trang ấy, môi của mọi người nó sẽ vẫn rất rất là mềm mịn luôn. Tuy nhiên về độ bám của nó như mình đã nói là không quá tốt. Còn về cái mùi hương son gần như là nó chỉ có một cái mùi kiểu mùi vani rất 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 là nhẹ. Cuối cùng sẽ là màu Trailblazer thì mình nghĩ rằng đây là cái màu hồng đất của anh tím, gần như là cái màu móng tôm. Và màu này thì đánh lên cảm giác nó chết da vô cùng luôn. Những cái màu này thì chắc chắn là rất hot ở nước ngoài, nhưng mà ở Việt Nam thì mình nghĩ là rất khó bán bởi vì nó già. Và đánh lên ấy thì không phù hợp với nhiều tông da. Như cái màu này khi mà mình đánh lên mình cảm giác nó chết da vô cùng luôn. Nhìn cái da mặt của mình nó xỉn đi mọi người ơi. Và như cộng thêm mấy tuổi, màu này không được.
Tổng quan về ba màu đầu tiên thì mình thấy được cái màu Supernova, màu đấy siêu đẹp nha. Còn riêng đối với cái chất son của dòng Luxury Intense Lipstick này, mình nghĩ rằng sẽ phù hợp đối với những người nào mà nhiều tuổi một chút xíu, thích những thỏi son lên màu rất là đẹp nhưng mà vẫn có một độ dưỡng nhẹ trên môi. Còn đối với những bạn nào mà trẻ ấy, khi đánh cái dòng son này thì mình nghĩ rằng là mọi người không thích. 920.000 cho một cây son như này theo riêng quan điểm cá nhân mình là đắt, và cái hiệu ứng ở trên làn môi của nó thì cũng không phải là quá đặc biệt. Tiếp theo đó thì mình sẽ review về dòng son có tên gọi là Crush Lip Color của nhà Bobbi Brown. Thì đây là dòng son màu bán chạy nhất của hãng. Màu đầu tiên là màu Cranberry, đây là màu cực kỳ hot của hãng. Nhưng mà cá nhân mình khi mà đánh lên ấy, mình thấy rằng nó như là một cái màu hồng nâu, tương tương như là cái màu mắm tôm ấy mọi người ơi. Và theo quan điểm cá nhân mình, màu này già. Mặc dù mình biết là năm nay những cái màu son trầm ấy nó sẽ là hot trend, nhưng mà những cái màu mà kiểu hồng, đất, phai, tím như thế này thì thực sự rất là khó đánh. Được cái là nó không làm vàng răng. Đó, đánh lên nhìn răng của mình khá là trắng nha. Nhưng mà đánh lên cảm giác nhiều, cộng thêm cho mình 5-6 tuổi ấy mọi người ơi, cỡ khoảng tầm U40. Độ lên màu và độ dưỡng ở trên môi là ổn rồi đấy. Nhưng mà bây giờ sẽ xem khi uống nước như thế nào nha. Ui, cũng dính da. Dính ra nhiều dã man tàn bạo mọi người ơi. Khi mà đánh lên trên môi nó sẽ giống như là cái dòng son kiểu nhìn tổng quan nó vẫn hơi lì, có độ bóng rất là nhẹ thôi. Nhưng mà về thực tế cảm giác ở trên môi của nó thì khá là ẩm. Đó, không có lớp tin. Đó, chùi cái là đi sạch, không có lớp tin ở phía bên dưới môi. Được cái màu này mình cảm giác nó ổn ổn này. Đây là màu ruby. Và mình thấy rằng có một số trang chia sẻ rằng đây là màu đỏ nâu. Nhưng mà theo riêng quan điểm cá nhân mình ấy, nó sẽ là một cái màu đỏ nâu có ánh tím. Tất nhiên nó sẽ lên theo tùy sắc tố môi của mọi người. Màu này thì gọi là ổn, nhưng mà để nói cực kỳ ấn tượng, cực kỳ đẹp. Với mức giá là khoảng tầm hơn 800.000 đồng ấy, thì nếu như mọi người hỏi mình có mua hay không, cá nhân mình nghĩ là mình không mua. Nó giống như là cái chất son truyền thống, son thỏi truyền thống. Độ lên màu thì cũng vừa phải. Và đây, không hề có lớp tin ở phía bên dưới môi, chùi một cái đã đi sạch. Tiếp theo đó sẽ là màu Cabana. Đây là một cái màu cam đào. Sau cái bảng màu của nhà Bobbi Brown thực sự rất là khó đánh luôn nha. Nếu như mà bán ở nước ngoài thì mình nghĩ rằng là hợp lý. Đấy, nhưng mà bán ở thị trường Việt Nam mà đối với những cái màu này thì thật sự luôn không có tính cạnh tranh cao. Và xét về mức giá thì mình cũng thấy rằng là quá cao. Nếu như đối với chất son như này, theo riêng quan điểm cá nhân mình là chê, không hợp đối với da của người châu Á. Chốt hạ bằng màu Sunset. Đây là một màu cam tươi tươi hẳn luôn nha, chóe chóe lẹ luôn. Màu này mà đánh ở trên nền da mộc, hoặc là đối với những bạn nào mà da ngâm ấy, thì đánh cái màu này nhìn nó buồn cười vô cùng luôn. Được cái màu Supernova mà lúc nãy mình đã khen cái dòng son này mọi người này. Nhưng mà nếu như để xét là hơn 900.000 cho một cái cây với cái chất lượng son như này, được cái bao bì đẹp, mình vẫn thấy rằng là hơi đắt và không xứng đáng đối với giá tiền. Và riêng đối với cả cái dòng son này này, hơn 800.000 một cây son này, và cái chất son ở phía bên trong nó không quá là nổi bật, màu son này không có gì đặc sắc. Cho nên mình nghĩ rằng đấy, nó sẽ là tùy quan điểm của mỗi người. Bây giờ mình sẽ chốt lại những cái sản phẩm thực sự nên đầu tư của nhà Bobbi Brown và đắt sắt ra miếng luôn nha. Đầu tiên đó chính là cái hộp kem lót Vitamin Enrich Face Bay này. Tiếp theo đó sẽ là sản phẩm kem nền và phấn phủ của nhà Bobbi Brown đấy. Combo này nha mọi người ơi, mình thấy finish ở trên da khá là đẹp. Highlight thì cũng rất là đẹp. Cái highlight này mình đã khen rất là nhiều trong video ngày hôm nay rồi, không có vấn đề gì để bàn cãi. Còn về son thì mình chỉ recommend mọi người sử dụng son dưỡng. Mình khẳng định là dùng rất là thích, nhưng mà dùng nó quá hao, và mức giá hơn 900.000 đồng thì mình nghĩ rằng là mọi người nên săn sale. Còn đối với những sản phẩm còn lại thì mọi người đã hiểu rằng là mình cảm thấy không thực sự ưng ý, và giá thành của nó quá cao so với chất lượng thực tế và cái cảm nhận ở trên làn da. Và mọi người đừng quên rằng là trong video ngày hôm nay thì mình sẽ có chương trình mua một tặng một đặc biệt nhất từ trước đến nay đối với nhà Bobbi Brown. Thông thường đối với những brand cao cấp ấy, thì người ta sẽ không giảm giá đâu mọi người, mà người ta sẽ tặng quà kèm. Nói chung trên một năm chỉ có vài lần mua một tặng một thôi, chứ còn giảm giá trực tiếp trên sản phẩm đấy gần như là không bao giờ. Cho nên mình nghĩ rằng là mọi người nên tận dụng cơ hội này nhá. Và mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Nếu như mọi người thích video này, đừng quên để lại cho mình một lượt like và subscribe. Đừng quên nhấn vào nút chuông để nếu như mình có video mới thì mọi người là những người đầu tiên gặp mình nha. Và chắc chắn là mình sẽ trở lại trong rất nhiều những video tiếp theo. Hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye.